Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Nữ đoàn Azov kết tiếng gửi thông điệp trực tiếp tới Mỹ sau khi lệnh cấm vũ khí được dỡ bỏ. Mỹ giống hồi chuông cảnh báo về sự thay đổi quan điểm của ông Tập Cận Bình đối với Nga. Nga ưu tiên hạ gục thứ này của Mỹ trên đất Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine tan biến hy vọng cô lập Nga khi thiếu Trung Quốc. Lữ đoàn Azov của Ukraine sẽ chứng minh tính hiệu quả của quyết định từ việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí lâu dài cho đơn vị này. Chỉ huy của lữ đoàn, Đại tá Denis Prokopenko cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy, Chúng tôi sẽ biện minh cho trách nhiệm được giao phó và với kỷ luật, sự kiên cường và lòng dũng cảm trong cuộc xung đột Chúng tôi sẽ chứng minh tính hiệu quả của quyết định này. Đầu tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đảo ngược quyết định được đưa ra vào năm 2014 nhằm ngăn chặn nữ đoàn Ukraine nhận vũ khí của Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng ngăn chặn những bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine. Khi viện trợ quân sự từ Washington cạn kiệt vào đầu năm nay, những lo lắng sâu sắc đã xuất hiện về việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho tiền tuyến Ukraine. Sau đó, Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự được chờ đợi từ lâu vào cuối tháng 4. Nữ đoàn Azov nổi lên từ tiểu đoàn Azov tình nguyện, có nguồn gốc từ hệ tư tưởng cực hữu và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Các chiến binh Azov đã ở tuyến đầu chống lại phe ly khai thân Moscow ở Ukraine từ năm 2014. Các thành viên hiện tại của lữ đoàn đã từ chối những mối quan hệ này, tránh xa danh tiếng của tiểu đoàn kể từ khi bùng nổ xung đột toàn diện ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Lữ đoàn hiện là một phần của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine và được ca ngợi là một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất. Đặc biệt là được chú ý vì vai trò của nó trong việc chiến đấu với lực lượng Nga tại thành phố Mariupol, phía nam Ukraina do Moscow kiểm soát. Trong một tuyên bố hôm thứ ba tuần vừa qua, Lữ đoàn cho biết, việc đủ điều kiện nhận hỗ trợ của Mỹ sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả chiến đấu của Azov mà quan trọng nhất là sẽ cứu mạng sống và sức khỏe của các binh sĩ lữ đoàn. Đơn vị này nói thêm, đây là một trang mới trong lịch sử của đơn vị chúng tôi, Azov đang trở nên chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ Ukraina. Phó chỉ huy của Assad, trung tá Sviatovlav Palama, đã nói với tờ Washington Post hôm thứ ba rằng lữ đoàn Assad vẫn chưa nhận được vũ khí của Mỹ. Tờ New York Times viết, Nhà Trắng lo ngại rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập cận bình sẽ hỗ trợ nga tích cực hơn. ấn phẩm cho biết các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng tin tưởng rằng quan điểm của ông Tập cận bình về vai trò của Bắc Kinh trong cuộc xung đột quân sự giữa nga và ukraine đã thay đổi và trong tương lai, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ Moscow mạnh mẽ hơn. Bài báo lưu ý rằng chỉ vài tháng trước, hầu hết các cơ quan Mỹ đều coi quan điểm này là một sự cường điệu và ông Biden đã công khai bày tỏ nghi ngờ rằng Nga và Trung Quốc sẽ có thể vượt qua khỏi sự nghi ngờ lẫn nhau và bắt đầu hợp tác. Tuần này, các nước G7 trong tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý cho biết họ lo ngại về việc Trung Quốc ủng hộ Nga và kêu gọi Bắc Kinh gây áp lực lên Moscow. Như Tân Hoa Xã đưa tin, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp với Tổng thống Putin hồi tháng 5 đã nói rằng Trung Quốc ủng hộ tổ chức Hội nghị Hòa bình quốc tế để giải quyết tình hình ở Ukraine vào thời điểm thích hợp, nếu được Moscow và Kiev công nhận và tuân thủ theo các nguyên tắc bình đẳng của họ khi tham gia. Cuối tuần qua vào ngày 16 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập vùng đệm hay vùng an toàn cho đến khi đảm bảo được các mục tiêu bảo vệ lãnh thổ khỏi những cuộc pháo kích của Ukraine. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Moscow Kremlin, Putin trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Peskov chia sẻ, những nỗ lực này đang được thực hiện để thiết lập vùng đệm ở vùng Kharkov. Những nỗ lực này vẫn tiếp diễn cho đến khi nào chúng ta bảo vệ được Sebekino, Bengorod và các khu vực khác trước những cuộc pháo kích dã man như vậy. Trong khi đó cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời nghị sĩ Mikhail Seremet của Duma Quốc gia Nga Hạ Viện, đồng thời là thành viên của Ủy ban An ninh và chống tham nhũng của cơ quan lập pháp này, nhấn mạnh việc chiến đấu cơ F-16 sẽ là mục tiêu ưu tiên của Nga. Ông nói rõ F-16 sẽ là mục tiêu ưu tiên, cần được vô hiệu hóa ngay từ giai đoạn triển giao và là lý do cho hành động đánh phá các căn cứ triển khai mới. Tuyên bố trên được đưa ra khi trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng nước này sẽ cung cấp F-16 cho Mỹ sản xuất cho Kiev trong tương lai gần. Theo nhà lập pháp Nga Mikhail Seremet, những chiếc chiến đấu cơ của Đan Mạch sẽ không giúp được quân đội Ukraine tránh khỏi thất bại. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ngày 15 tháng 6, Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu về Ukraine bắt đầu khai mạc và kéo dài hai ngày tại Thụy Sĩ. Theo chính phủ Thụy Sĩ, mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh là khởi động một tiến trình hòa bình tạo dựng niềm tin và vạch ra những ý tưởng cho các bước tiếp theo hướng tới một tiến trình như vậy. Hội nghị hòa bình sẽ có sự tham gia của 100 phái đoàn, trong đó có 57 nguyên thủ quốc gia và chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Họ sẽ tham dự các phiên họp và thảo luận toàn thể về cái gọi là công thức hòa bình Ukraine với ba khía cạnh: an ninh hạt nhân, an ninh lương thực và khía cạnh nhân đạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden chọn không tham dự hội nghị và theo thông tin báo chí trước đó thì ông sẽ dự sự kiện gây quỹ tranh cử trong nước. Phó tổng thống Kamala Harris tới Thụy Sĩ thay ông tổng thống pháp emmanuel macron và các nhà lãnh đạo của đức italia anh canada và nhật bản nằm trong số những người dự kiến sẽ tham dự hội nghị ấn độ nước đã đẩy mạnh quan hệ kinh tế với nga bất chấp lệnh trừng phạt của phương tây dự kiến sẽ cử một phái đoàn thổ nhĩ kỳ và hungary những quốc gia duy trì mối quan hệ thân mật tương tự với nga sẽ có đại diện ngoại trưởng của họ nhưng bất chấp nhiều tháng vận động hành lang căng thẳng của ukraine và thụy sĩ một số nước khác sẽ không có mặt ở đó đáng chú ý nhất là trung quốc Trung Quốc đã tuyên bố tránh xa hội nghị. Họ nói rằng xung đột chỉ có thể giải quyết với sự tham gia của tất cả các bên và tất cả các đề xuất hòa bình được thảo luận đầy đủ. Ukraine mong muốn hội nghị này là cuộc tập hợp lực lượng ủng hộ họ và chống lại Nga, nhưng bài toán ngoại giao của họ chỉ đạt được một phần. Không có Trung Quốc, hy vọng cô lập Nga đã tan biến, trong khi những diễn biến quân sự gần đây khiến Kiev rơi vào thế khó. Cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas cũng đã chuyển hướng sự chú ý khỏi Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 11 tháng 6 đã thừa nhận thách thức trong việc duy trì sự hỗ trợ quốc tế khi cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ ba. Không giấu nổi sự thất vọng trước sự xa lánh của Trung Quốc, ông thậm chí còn cáo buộc Bắc Kinh giúp Moscow phá hoại cuộc họp, một sự tức giận bất thường với cường quốc có ảnh hưởng lớn với Nga. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận cáo buộc này. Reuters dẫn lời các quan chức châu Âu thừa nhận, nếu không có sự hỗ trợ từ các đồng minh chính của Moscow, tác động của hội nghị thượng đỉnh sẽ bị hạn chế. Trung Quốc cùng với Brazil đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình riêng cho Ukraine, kêu gọi sự tham gia của cả hai bên tham chiến. Moscow đã lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của Bắc Kinh. Trang China New Asia dẫn lời giáo sư nghiên cứu châu Á James Chin của Đại học Tasmania cho biết ông nghi ngờ liệu hội nghị thượng đỉnh có tác động gì hay không. Ông nói, đây là một hoạt động truyền thông hơn bất cứ điều gì khác. Và nếu không có tất cả các cường quốc, không ai tin rằng bất cứ quyết định nào được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu này sẽ đưa đến bất cứ điều gì. Báo chí phương Tây dẫn các nguồn tin cho biết, dự thảo cuối cùng của tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh đề cập đến cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cam kết tuân theo hiến trương Liên Hợp Quốc và tôn trọng pháp luật quốc tế. Nhưng dự thảo này không đề cập tới các vấn đề cốt lõi như ngừng bắn hoặc rút quân Nga khỏi Ukraine. Có những nước tham dự hội nghị không đồng ý với dự thảo tuyên bố trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết cuộc chiến ở Ukraine sẽ chỉ chấm dứt nếu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và bàn giao bốn tỉnh mà Moscow tuyên bố chủ quyền, những yêu cầu mà Kiev nhanh chóng bác bỏ. Hội nghị diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với Ukraine trên chiến trường. Binh lính Nga hiện đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine và hiện đang tiến về phía đông. Ngày 14 tháng 6, các lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã tái cam kết hỗ trợ Ukraine bất kể mất bao lâu. Dự thảo tuyên bố từ hội nghị thượng đỉnh nơi các lãnh đạo G7 đồng ý khoản vay mới giá trị 50 tỷ đô la Mỹ cho Kyiv nêu rõ: "Chúng tôi đồng lòng hỗ trợ công cuộc đòi tự do của Ukraine và tái thiết bất kể mất bao lâu." Dự thảo cho hay, G7 có ý định cung cấp tài chính vốn sẽ được hoàn trả bằng dòng tiền lợi nhuận phi thường trong tương lai từ việc đóng băng tài sản chủ quyền của Nga được giữ tại Liên minh châu Âu-EU và các khu vực pháp lý khác. Theo đó, các nhà lãnh đạo đã giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng và quan chức bắt đầu làm việc về mặt kỹ thuật để cung cấp tiền cho Ukraine trước cuối năm. Bên cạnh đó, G7 cam kết hành động chống lại các tổ chức tài chính Trung Quốc đã giúp Nga có được vũ khí để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đồng thời, cam kết sẽ trừng phạt các thực thể đã giúp Nga lách các lệnh trừng phạt về dầu mỏ bằng cách vận chuyển gian lận. Cũng trong ngày 14 tháng 6, các lãnh đạo G7 cho biết, cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ tị nạn Palestine phải được phép làm việc không bị cản trở ở Gaza. Dự thảo ghi rõ: "Chúng tôi đồng ý rằng điều quan trọng là các cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine và các tổ chức cơ quan khác của Liên hợp quốc có đủ khả năng cung cấp viện trợ cho những người cần thiết, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả." Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 13 tháng 6 giờ Italia, các nhà lãnh đạo đã nhất trí với thỏa thuận phát thảo về cung cấp khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Thỏa thuận chính trị này là tâm điểm của ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên G7 ở miền Nam Italia với sự tham dự năm thứ hai liên tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky theo Reuters. Tổng thống Joe Biden gọi thỏa thuận nói trên là kết quả quan trọng. Các chi tiết kỹ thuật về thỏa thuận này sẽ được hoàn thiện trong vài tuần tới, với số tiền dự kiến đưa đến Kiev vào cuối năm nay các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, thỏa thuận này nhằm đảm bảo có hiệu lực trong nhiều năm, bất kể lãnh đạo của các quốc gia thành viên G7 có thay đổi. Trong khuôn khổ hội nghị G7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký hiệp định an ninh dài hạn với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi ký hiệp định an ninh 10 năm với Nhật Bản, trong đó Tokyo cam kết cung cấp cho Kiev 4,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong dự thảo thông cáo công bố sau hội nghị thượng đỉnh G7, các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về tình hình ở biên giới Israel, Liban và ủng hộ những nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Ngoài ra, lãnh đạo G7 cũng kêu gọi Israel kiềm chế tấn công toàn diện vào thành phố Rafa ở Nam Gaza. Trong bản tin khác, Reuters chỉ ra, trong khi vấn đề Ukraine chiếm ưu thế trong những ngày đàm phán đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G7, Trung Quốc là nội dung trọng tâm trong cuộc trao đổi ngày 14 tháng 6. Theo đó, các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về năng lực công nghiệp dư thừa của Trung Quốc. Ngày 11 tháng 6, EU tuyên bố áp thuế bổ sung lên tới 38,1% với ô tô điện nhập khẩu của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 7. Tuy nhiên, theo Reuters, có sự khác biệt trong G7 về cách chống lại vấn đề trợ cấp của nhà nước Trung Quốc, trong đó châu Âu nỗ lực tránh cuộc chiến thương mại toàn diện với Bắc Kinh. Sau Trung Quốc, trọng tâm khác trong chương trình nghị sự G7 ngày 14 tháng 6 là cuộc thảo luận của Giáo hoàng Francis về trí tuệ nhân tạo AI. Cùng tham gia với Giáo hoàng trong cuộc thảo luận này có 10 nhà lãnh đạo khác bao gồm cả Thủ tướng Ấn Độ và nhà vua Jordan. Ngoài bài phát biểu về AI, Giáo hoàng có nhiều cuộc gặp gỡ song phương, bao gồm cuộc gặp với tổng thống Joe Biden, tổng thống Zelensky và tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên một giáo hoàng có mặt tại G7. Tôi tự hào rằng điều đó sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ chủ tịch của Italia. Các nhà lãnh đạo G7 và đối tác cũng sẽ thảo luận về vấn đề nhập cư." Đây là một vấn đề quan trọng với Thủ tướng Meloni khi bà đang thúc đẩy châu Âu giúp hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp từ châu Phi và đã đưa ra một kế hoạch hàng đầu nhằm thúc đẩy sự phát triển của châu Phi nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của những cuộc di cư. Nhiều nhà lãnh đạo G7 và các đối tác rời Italia vào cuối ngày 14 tháng 6 với kết luận của Hội nghị Thượng đỉnh G7 được thông qua vào cuối ngày Sang ngày 15 tháng 6, các hoạt động chính trị của hội nghị là những cuộc gặp song phương giữa các nhà lãnh đạo ở lại và sau đó là cuộc họp báo cáo kết thúc hội nghị của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!